ta sẽ cùng nhau phân tích chi tiết mỗi loại hình thông minh mà bạn đang sở hữu thể hiện điều gì. Vì theo như thuyết đa thông minh của tiến sĩ Howard Gardner, thì con người không chỉ giới hạn bởi hai loại hình thông minh là toán học và ngôn ngữ, mà chúng ta sở hữu đến 8 loại hình trí thông minh, thể hiện rõ nét hơn cho sự đa dạng của con người trong việc thu nhận và ứng dụng kiến thức. Và trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về loại hình trí thông minh nội tâm. Những người sở hữu trí thông minh nội tâm là những người thường hướng nội, có cái nhìn sâu sắc, điềm tĩnh trong mọi sự vật hiện tượng của xã hội. Họ có khả năng nhìn thấu bản thân mình, hiểu được bản thân mình cần gì và muốn gì. Họ có khả năng độc lập, tự cân bằng và thể hiện một cách thầm lặng, ít gây phiền hà cho người khác. Thông minh nội tâm cũng giúp bạn sống hạnh phúc. Vì bạn luôn biết mình muốn gì, ghét điều gì, bạn biết đâu là điểm mạnh và điểm yếu của bản thân mình để biết cách sống hòa hợp với nó. Tính kỷ luật sẽ giúp bạn luôn luôn quản trị được cảm xúc và thời gian của mình. Cũng chính vì đức tính đó mà họ có thể ngồi lặng lẽ một chỗ mà vẫn nắm được vận động của cả thế giới. Họ hướng nội và thích làm một mình, họ có khả năng tự đánh giá được bản thân, ý chí và lòng tự trọng của họ rất cao. Họ có tính độc lập mạnh mẽ, tính thẳng thắn cao độ, họ tự giác và kỷ luật. Họ hiểu được cảm xúc của bản thân mình, mục tiêu và động cơ của bản thân. Họ hay hứng thú với những câu hỏi và vấn đề liên quan đến con người. Họ thích tìm hiểu những giá trị của cuộc sống và giá trị về mặt tinh thần. Bên cạnh đó thì họ xem xét sâu sắc các khía cạnh nội tâm và họ thích trầm tư suy nghĩ trong trạng thái tĩnh lặng. Họ thường tích lũy kiến thức qua những trải nghiệm thành công và thất bại trong cuộc sống của chính mình. Những biểu hiện của người sở hữu trí thông minh nội tâm là họ hay dành thời gian một mình để suy ngẫm và tưởng tượng về những vấn đề quan trọng. Họ thường xuyên tham gia vào các cuộc hội thảo để hiểu rõ hơn về bản thân của mình. Họ có chính kiến độc lập khác với đám đông, đôi khi họ bị coi là lập dị. Và họ thường xuyên xem lại bản thân xem là mình đã sống với những giá trị mà mình đã đưa ra hay chưa. Họ không có thói quen tiết lộ bí mật của bản thân cho người khác. Họ luôn nhìn nhận rõ điểm mạnh và điểm yếu của mình, có ý chí độc lập và mạnh mẽ. Họ thích ghi lại những diễn biến tâm lý của bản thân, thích làm chủ thay vì phải làm theo ý của người khác. Họ thích ở nhà vào cuối tuần trong một ngôi nhà nhỏ yên tĩnh thay vì đi đến những khu đô thị ồn ào. Họ có thể diễn giải được nội tâm của mình thông suốt với người khác. Họ thích đọc sách về tâm lý và nghiên cứu về tâm lý. Họ thích sống với những triết lý sống đã được kiểm chứng và thường hồi tưởng lại những điều mình nói và đánh giá chúng để lần sau có thể làm tốt hơn. Khi tham gia vào các khóa học thì họ thường xuyên nhận xét và so sánh với những chính kiến của mình để tìm ra điểm khác biệt và những điểm chung để có thể hành xử tốt hơn trong những lần sau. Đối với những người sở hữu trí thông minh nội tâm dưới 11%, được hiểu là mức thấp, thì họ thường thiếu tự tin, trước đám đông thì họ hay mất bình tĩnh và run sợ. Đối với những người sở hữu trí thông minh nội tâm từ 11% đến dưới 12,5% là mức trung bình, họ chỉ giao tiếp khi nào mà họ thấy cần thiết. Ngược lại, đối với những người sở hữu trí thông minh nội tâm từ 12,5% trở lên thì được gọi là vượt trội. Họ biết hợp tác để làm việc thuận lợi, họ có sức lôi cuốn tự nhiên và dễ tạo ra được sự ảnh hưởng và thuyết phục đối với người khác. Và sau đây là những giải pháp để chúng ta có thể phát triển được trí thông minh nội tâm của mình. Đó là hãy luôn tự hỏi bản thân, tôi là ai? Và ngay ở đầu trang giấy, hãy viết ra dòng chữ tôi là ai? Tập ghi nhật ký hoặc là viết ra những cảm xúc, ý tưởng, kỷ niệm hay bất kỳ thứ gì mà bạn đang nghĩ đến. Hãy lập một danh sách bao gồm tất cả những việc bạn có khả năng làm tốt. Tập cách thiết lập mục tiêu cho bản thân của mình. Bạn cũng có thể viết tự truyện, viết một câu chuyện về cuộc đời của chính mình và những gì mà bạn đã trải qua cho đến ngày hôm nay. Cách để luyện cho mình trí thông minh nội tâm tương đối khó, nhất là đối với những người chưa được tự tại, những người vẫn còn vướng bận quá nhiều thứ trong cuộc đời. Mấu chốt của loại hình thông minh nội tâm là đạt được sự cân bằng và kỷ luật để đưa ra những lựa chọn đúng đắn. Vì chỉ khi chúng ta cân bằng thì chúng ta mới có thể biết xét lại, biết đào sâu vào tư duy để xem mình đã đúng hay sai. Và lúc đó chúng ta mới có đủ bình tĩnh để có thể đưa ra được những quyết định sáng suốt. Chúng ta có thể bắt đầu rèn luyện trí thông minh này trước tiên là với việc đọc sách. Vì sách là kho tàng tri thức của nhân loại và khi đọc sách thì bạn sẽ có thời gian để mà suy ngẫm, tự hỏi lại những điều đang nói ở trong sách là đúng hay sai. Và khi đọc sách, nhất là đọc sách vào ban ngày hoặc là hàng ngày thì là cách để rèn luyện được tính kiên nhẫn và kỷ luật. Sau thói quen đọc thì chính là thói quen viết. Mấu chốt của loại hình thông minh nội tâm là việc nhìn lại một vấn đề, cho nên viết chính là một cách để có thể đào sâu nhìn lại vào bên trong của vấn đề đã xảy ra.
sâu thói quen đọc và viết chính là các bài tập để học cách tĩnh lặng, học cách đi sâu và chiêm nghiệm, nuôi dưỡng tinh thần, ví dụ như là thiền, yoga, hoặc là tham gia các hoạt động cộng đồng hay làm việc vì những lợi ích của xã hội. Hãy liệt kê ra những việc bạn yêu và ghét, những sở thích của bạn hay bất kỳ điều gì xuất hiện trong đầu. Câu trả lời của bạn càng chi tiết thì sẽ càng tốt. Hãy lập ra cho mình một danh sách bao gồm tất cả những việc mà bạn có thể làm tốt. Sau đó thì bạn sẽ lập ra danh sách những việc mà bạn muốn làm tốt hơn. Dựa trên danh sách đó, bạn sẽ có được danh sách các mục tiêu cho bản thân mình. Từ đây, bạn sẽ có thể bắt đầu thiết lập được mục tiêu cho bản thân. Bạn dành khoảng thời gian đều đặn mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng để lập các mục tiêu cụ thể mà bạn muốn đạt được sau khoảng thời gian đó. Hãy đánh giá bản thân của mình đã làm được những gì trong việc đặt mục tiêu vào cuối mỗi khoảng thời gian. Hãy suy ngẫm về mỗi ngày trôi qua. Hãy viết ra 3 điều khiến cho bạn cảm thấy biết ơn hay là hạnh phúc trong ngày hôm đó. Hãy dành thời gian để được làm những điều mà bản thân của mình yêu thích. Ví dụ như đó có thể là một công việc làm theo sở thích, tự nguyện tham gia một hoạt động nào đó mà bạn quan tâm, hay là bắt đầu cho bản thân của mình học hỏi những điều mới mẻ. Và ngay bây giờ, có thể bắt đầu suy nghĩ về những việc có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc đời của mình. Sau khi xem xong đoạn video này, các bạn hãy làm ngay những bước sau. Thứ nhất, hãy áp dụng ngay cho bản thân, cho người thân hoặc là cho doanh nghiệp của bạn. Bước 2, nếu bạn vẫn cần sự hỗ trợ và tư vấn thêm, hãy liên lạc với chuyên viên tư vấn của bạn. Bước 3, hãy chia sẻ video cũng như giải pháp sinh trắc vân tay này đến với những ai mà bạn nghĩ rằng cần thiết với họ. Bước 4, nếu muốn chung tay lan tỏa giá trị này đến với cộng đồng thì hãy làm theo 2 cách. Cách thứ nhất, liên lạc với người giới thiệu cho bạn đoạn video này. Cách thứ hai, bạn có thể gọi đến hotline 0903 62 9196 để trở thành đối tác của chúng tôi. YouPower hân hạnh đồng hành cùng bạn trong suốt chặng đường khai phá tiềm năng con người.